đề đa đảng. Nhưng Lenin nó nói là hiện nay coi như là Đảng Cộng sản Việt Nam đang lãnh đạo nhân dân, thì hiện nay đất nước coi như là rất yên bình và phát triển. Thì coi như Vũ Siêu Hùng Lân có hỏi lại một cái câu này. Sau đó có hai người không trả lời cái câu đấy và đi vặn vẹo nhau cái câu độc đảng và một đảng. Đấy, thì theo mình nghĩ đó là cái từ ngữ thôi, nó không quan trọng. Nhưng mà cái quan trọng ở một cái câu nó cái câu Vũ Sư Hùng Lân nói này, tức là tại sao hiện nay đất nước yên bình và phát triển mà coi như là Đảng Cộng, tức là cái vừa rồi ấy, mình đưa ra cái dự luật an ninh mạng, tức là nó nói là cấm internet. Đấy. Mà thiết quân luật làm cái gì? Đấy, thì là hai người không trả lời cái câu đó, thì thôi tiện thể tôi trả lời luôn. Là hiện nay cái dự luật an ninh mạng ấy, là cái vấn đề là để cho mọi người dân, tức là người ta, Chào chú vâng, à. mọi người dân phải có trách nhiệm từng lời nói ở trên cái mạng mạng YouTube hoặc Google tất cả các thứ. Bây giờ mà ví dụ cái đất nước, nhiều đất nước đa đảng, ví dụ như trong tổ chức kinh tế thế giới, tổ chức y tế thế giới ấy, thì tức là đã có 18 nước người ta đã thực hiện cái vấn đề an ninh mạng, ví dụ như Mỹ, Úc, Canada rồi là Đức, người ta thực hiện cái vấn đề an ninh mạng từ lâu rồi, mới Việt Nam mình bây giờ mới thực hiện. Cho nên là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói là an ninh của quốc gia lúc nào cũng phải đứng đặt lên trên hàng đầu, nghĩa là với lại cái luật luật về thiết quân luật cũng thế thôi, đúng không? Tùy theo tình hình về an ninh của tất cả các địa phương mà coi như là ra mình thiết quân luật ở từng một địa phương nào đó. Đấy, cho nên thì an ninh quốc gia, an ninh lãnh thổ của bất kỳ một quốc gia nào, kể cả Mỹ, Pháp, Anh như là tất cả các nước, thì người ta phải đặt lên trên hàng đầu. Anh cũng nhận không? Kể cả đất nước đa đảng với Anh, Mỹ các thứ, Canada, Úc, tất cả thứ người ta đa đảng từ lâu rồi, nhưng mà cái luật an ninh mạng người ta vẫn cứ có, và cái luật thiết quân luật người ta vẫn cứ có. Mà Việt Nam mình nói chung là một đất nước nó đi sau một tí, cho nên là mình phải học tập những cái nước kia, mình để đưa ra những cái vấn đề nào đó để cho nó phù hợp với cái đất nước mình, và để bảo vệ nền hòa bình của quốc gia và an ninh của quốc gia. Đất nước nào cũng vậy thôi. Cho nên Nuli thấy là hai người cãi nhau về vấn đề coi như là coi như như độc với một thuộc như này thì khác, thì là quên cái câu trả lời đi. Thì bây giờ ở đây là tôi trả lời lại cái câu của Vũ Siêu Hùng Phạm nói đấy. Thì còn riêng Vũ Siêu Hùng Phạm thì lần trước thì anh Siêu cũng xem đấy, thì là vâng, thì hiện hiện nay Vũ Siêu Hùng Phạm sau khi ở kênh Duy Vũ Nguyễn, Sư Hùng Lân, Vũ Sư Vũ Hùng Siêu Hùng Lân. Lân sau khi ở cái kênh kênh mà Duy Nguyễn bị đa mạnh quá, thì bắt đầu về mở một cái cũng livestream, máy móc ở trong cái phòng ấy hiện đại lắm anh ạ, nhưng mà livestream lại không không ai ai xem, chỉ có một hai người thôi. Cho Không nên ai nó xem muốn, đúng. vâng, nó muốn lên diễn đàn của trước mắt là hôm qua là lên diễn đàn của tôi, để mà ví dụ nó định kết nối với diễn đàn của mình với nó, Câu khách. nếu vâng để câu khách. Nhưng mà ví dụ nếu kể cả cho nó câu khách được, nhưng mà với ý nghĩa mà tuyên truyền cho mình, anh hiểu không, phải có lợi cho mình thì mình ok, nó không có không 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 có vấn đề gì cả. Nhưng mà ở đây thì nó lại không vậy, mà tôi bảo thôi bây giờ trước mắt thì cứ tranh luận trực tiếp như là anh Siêu với tôi này, nhưng nó không chịu. Bây giờ ví dụ cái chịu khi xuống một cái là bắt đầu cái cây cú, anh hiểu không, cây cú bắt đầu chửi Hồ Chủ tịch lốc luôn, không có vấn đề cả. vâng Nốc luôn, đúng vâng rồi, dạ đúng. vâng xin mời anh. Chả biết ăn anh mạng ra như thế nào, nhưng mà tôi cứ live stream của khoảng tiếng hồi hơn tiếng là tự nhiên là thoát ra mất, thì không biết Dạ. là như thế nào. Đấy, thế đang live stream được khoảng tiếng, Dạ. thế là tự nhiên nó đi đứng lại rồi nó lốc luôn ra, không hiểu sao nó là như thế. Đấy. Vâng. Thế thì thôi mình cứ chấp nhận đây, xong vào một lúc thì lại vào lại được. Thế như vậy thì mình cứ kiểm tra xem có khả năng là do máy móc hay là do đường truyền hay gì đó. Dạ, Nhưng có mà cái khổ. vấn đề an ninh mạng này ra ra thì để là chống lại tất cả những cái, thứ nhất này về an ninh quốc gia, cái thứ hai là bảo vệ quyền lợi Vâng. cho tập thể và cá nhân, những doanh nghiệp đấy đỡ bị những cái bọn gọi là bọn gì đây, gọi là ấy tặc đấy, nó vào nó phá rối, nó phá làm virus các thứ để phá hoại hoặc ăn cắp những dữ liệu của Đúng. các doanh nghiệp. Cái đó là tốt, mà hai là bảo vệ trực tiếp cho người dân của mình đây. Rồi. Nếu như Vâng. ta cứ nói chuẩn và chịu trách nhiệm chính với những lời nói của mình, ta không được gì phải sợ cả. Dạ. Chỉ có những bạn, một cái bọn mà làm ăn nói chuyện vớ vẩn hay là nói xấu người khác rồi làm mà giảm uy tín những cái người khác thì người ta mới sợ thôi, Vâng. hoặc là chửi đảng chửi nhà nước, hoặc là dùng cái
mạng chuyên truyền chống phá nhà nước thì người ta phải sợ thôi. Chứ anh em mình là những người Vâng. mong cho an ninh mạng ra Dạ. để đảm bảo cho chính bản thân mình. Hai, người ta hại uy tín bản thân mình có quyền quyền mình kiện. Vâng. Kiện là người ta lôi cái người ta ra phải chịu trách nhiệm với cái lời nói của họ đó, để làm hạ uy tín của những người khác. Đấy, ví dụ là như thế. Đây là tốt, Vâng. là nhân dân ta là phải ủng Ở hộ. ở đây này có gọi là ngày xưa là cô Nguyễn Loan nhưng bây giờ là bác Nguyễn Loan. Đấy. Thì bây giờ này À. nói anh Siêu với ở đây có bác Nguyễn Loan này. Bây giờ hôm trước thì bác Messenger cho cháu thì cháu cũng đã nói lại với bác rồi. Bây giờ bác có tuổi rồi, đúng không? Bây giờ bác vui thú điền viên với những cây nho, cây táo hoặc cây dâu tây của bác ở bên đấy, có phải bác sướng không? Bây giờ bác coi như là quan Đúng. tâm về cái vấn đề coi như là chống đảng cộng sản, cái tất cả các thứ làm cái gì. Cho nên là cháu biết những cái lời mà bác kêu gọi ngày xưa là bác có cái dụng ý khác của bác, nhưng mà cháu tin rằng bác là những người yêu quê hương, yêu đất nước và yêu những cuộc sống thanh bình ở Việt Nam này. Rồi. Vâng, đấy là ở đây có bác Nguyễn Loan thì cháu nói với Thế này ạ, bác như thế. cho tôi nói với lại bác Nguyễn Đoàn mấy lời thế này, thế này. Nói chung ấy thì cũng có thể những người ở bên nước ngoài người ta không được cái thông tin đầy đủ, có thể họ chỉ xem được cái thông tin ở bên kia, phía bên kia, cho nên người ta hiểu đất nước mình vào một cái khía cạnh ở bên đó. Nhưng sau khi họ tìm hiểu được cái vấn đề của mình mà họ nói, để với chỉ cần họ nhìn về đất nước Việt Nam với con mắt tích cực là ta chào đón, Vâng. còn miễn là họ không chống phá đất nước, còn khi nào họ chống phá lại đất nước thì ta mới lại chống lại họ sau. Còn Dạ. nếu họ cứ nói nhìn với con mắt Việt Nam, với con mắt tích cực là được, kể Vâng. cả như bác Nguyễn Đan ngày Vâng. hôm qua bác có thể chống cộng sản nhưng ngày hôm nay bác lại ủng hộ, cái Vâng. đó vẫn chấp Vâng, nhận là mình bác, quan đây. miễn Vâng. là bác. Dạ. Đấy là như thế. Nhưng mà Thì bác hồi là trước ấy. chắc bác là nhiều Vâng. giờ tôi hiểu có những giấc mơ kể cả cho tôi rất nhiều lần, nhưng một lần đấy là như thế rất là nhiều, nhưng mà cái đó tôi chặn hết những cái trường hợp đó. Tôi thường thường là tôi xóa hoặc tôi chặn hết đi như không ấy. Thế nhưng mà cái mỗi cái này mình chào đón tất cả những người Việt kiều hải ngoại có con mắt nhìn về đất nước một cách tích cực để Dạ. xây dựng đất nước. Tôi không cần phải là yêu nước yêu đảng cộng sản, nhưng mà miễn là chỉ cần đi lại để tham quan đất nước và nhìn nhận đánh giá đất nước một cách thực tế, một cách trung thực, đi lại với bà con họ hàng nhà của gia đình mình sau này già có thể chết về Việt Nam chết để về lôi quê cha đất tổ. Đấy, cái đó là chúng tôi chào đón rồi. Dạ. Còn không quan trọng là ông phải yêu nước yêu đảng cộng sản, nhà miễn là ông không chống đối. À, miễn Vâng. không chống đối mà nhìn thấy cái gì thực tế ta phải nói thực tế. À, Nhưng mà chứ không thể cô một số người người ở phía bên kia ấy, nói là bác Nguyễn Loan là gửi tin nhắn ấy, tin nhắn như thế để phá cái tổ chức của Đào Minh Quân. Đấy. Theo 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 một số cái người bên bên kia nói về như thế thì cái như thế thì à. bác rất tốt. Nếu mà bác có cái dụng ý để phá cái tổ chức của Đào Minh Quân đi thì cái điểm đấy là bác rất tốt, và chúng cháu là ở những người ở Đúng trong đúng, nước rất hoan nghênh, đúng không? Hoan nghênh bác, đúng và không? cái vấn đề đó Vâng. không quan trọng, mà không quan trọng về chúng tôi, không quan trọng vì chúng tôi có đủ nhận thức và suy nghĩ, có đủ đó Dạ. để suy nghĩ cái vấn đề Vâng, bây đó. giờ này À, có cái là anh Siêu miễn này, để cho em nói với bác Nguyễn Non tí nữa. Bây giờ hiện nay ấy, thì bác đã chụp ảnh đưa ra cho người xem bác rồi. Bây giờ ví dụ như bác có muốn lên trên diễn đàn của cháu không? Bác nói cái gì được hết đấy. Thì là cháu sẽ đúng hoan nghênh bác. Bác ok thì cháu sẽ nhường, anh Siêu sẽ đúng. nhường diễn đàn cho bác. Mà Vâng. bác về Việt Nam, bác về Việt Vâng. Nam mà bác về Sài Gòn thì bác cứ điện thoại cho anh Vâng, Bằng ra đón, còn ok bác về đâu. Hà Nội cứ gọi Dạ. tôi ra đón, Vâng. cô từ ra tận sân bay đón bác. Bác thích đi chơi đâu sẵn sàng đưa bác đi để tham quan đất nước, Dạ. tham quan về cái sự phát triển của đất nước. Đấy, chúng tôi sẵn sàng đón tiếp những người đó, bất kể một ai ở những người Việt hải ngoại về đây với tấm lòng thực sự Trời yêu ơi, nước của mình. xin lỗi Đấy. anh Siêu này. Có bạn nào bạn gì Trần nói là Trịnh Vĩnh Bình không dám đầu tư về Việt Nam. Trịnh Vĩnh Bình không làm một cái gì Ôi cả. trời Bây giờ ơi, trong tất cả các doanh nghiệp Việt xin Kiều. nói với bạn rằng là đây Vâng. là bạn hãy tìm hiểu đi, hiện tại 3.500 500 Việt Kiều đang đầu tư tại nước vâng, ở trong nước. doanh nghiệp Đó, Việt nói cho bạn Kiều. biết như thế, chỉ có một mình Trịnh Vĩnh Bình vì ông trốn thuế. Đó, ông trốn thuế rồi ông Không, nằm lươn với hai là lẹo. ông ấy đầu tư đất sai. Hồi đó đâu ấy ông mua đất của Đúng các rồi, gom ở Vũng Tàu ra. đầu tư bất động Vâng, sản. Việt Nam Đúng xử là chính xác. đúng, không có là gì Bây cả. giờ tất cả, Đấy, cái vâng, đó xin lỗi anh không Siêu thèm này, nói. tất cả các doanh nghiệp, kể cả những Việt Kiều và doanh nghiệp ở nước ngoài đầu tư Việt Nam đều phải theo tuân theo thủ theo pháp luật của Việt Nam. Ai vi phạm
Được chưa? Pháp luật của Việt Nam thì nói chung đã bị xử. Cái điều đó là cái đất nước nào thế thôi, cũng chẳng phải riêng Việt Nam. Vâng. Kể cả người Việt Nam, người trong nước Việt Nam đầu tư ra không đúng pháp luật còn vẫn còn bị vỡ lợ là chuyện bây giờ. Vẫn có thể đưa ra tòa xử án. Tôi nói đây chứ không cứ gì Việt Kiều. Các anh đừng cứ bảo là các anh là bác Việt Kiều là người Mỹ mà pháp luật Việt Nam không dám xử. Quên đi các anh đi. Mỹ về đây chúng tôi cũng bắt hết. Nếu như làm phá vỡ đất nước chúng tôi. Đấy. Nói cho anh biết là như thế. Bây giờ này. Anh đừng cứ nghĩ là như thế. Em, còn bây giờ này. Vâng. Em sẽ kể cho anh Siêu một cái câu chuyện về những cái việc, những cái người Việt Kiều về đây công minh. Mà em là cái người được chứng kiến. Đúng. Là một anh Việt Kiều, em không tiện nói tên, cũng yêu nước về Việt Nam này, ra Hà Nội chơi. Sau đó trên một chuyến bay ấy thì anh cũng gặp một cái ông Việt Kiều lâu lắm về nước. Nhưng ông nghĩ rằng mình là Việt Kiều đây, không về, ví dụ về sân bay, ở sân bay ấy, là mình xếp hàng xen ngang. Đấy. Thế mọi người nói mà không, bác là phải xếp hàng, mà không, tôi là Việt Kiều, bây giờ coi như là nhà nước, coi như là mong muốn Việt Kiều về thăm quê hương thì phải ưu tiên cho tôi và tôi về Việt Kiều. Lên sân bay vào trong máy bay cũng thế, rồi là tất cả lúc nào vỗ ngực tôi là Việt Kiều đây, hoặc là ở trên máy bay làm rất là một nhiều điều ấy, thì cái anh Việt Kiều yêu nước anh nói là bác ạ, cháu cũng là Việt Kiều đây, bây giờ bác là Việt Kiều, bác về nước thì cũng như là những cái người du khách khác thì bác phải tuân thủ theo tất cả cái phép lịch sự, chứ không phải ở Việt Nam không phải ưu tiên cho Việt Kiều. Thế nhá, cho nên là bác ấy, cái ông này kiểu ông hiểu chắc thần kinh như thế nào đấy. Ông lấy tay ông đấm một cái vỡ cái kính anh ạ, quả cái anh Việt Kiều nước. Sau đó an ninh sân bay lên bắt đầu mời hai người vào trong, tức là trong cái đội an ninh sân bay của sân bay Tân Sơn Nhất ấy, giải quyết trong vòng gần 2 tiếng hồ. Thì ông kia can tội coi như là về cái phá hoại trật tự mà ở trên máy bay ấy, thì bị an ninh sân bay phạt tiền mà không biết như thế đấy bao nhiêu. Đấy là cái người bạn của tôi. Và khi hôm đó tôi chạy ra, tôi đón anh ấy ở cái chỗ cái đội an ninh sân bay gần 2 tiếng hồ. Đấy, ngồi trong đấy. Và cái câu chuyện nó như thế. Cho nên là qua đây tôi muốn nói với anh Siêu và tất cả các bạn, tất cả những anh chị em Việt Kiều khi về đất nước thì nhân dân chúng tôi rất đồng nhiệt đón các anh các chị. Nhưng các anh về đây thì các anh phải thực thi đúng những cái điều như tất cả mọi du khách khác, và các anh phải thực hiện theo đúng cái pháp luật Việt Nam và quy định của Việt Nam. Các anh sai phạm thì các anh phải bị chịu tội như chúng tôi sang Mỹ vậy đó. Thì chúng tôi sai phạm cái pháp luật Mỹ thì pháp luật Mỹ coi như xử chúng tôi. Vâng. Rồi, xin mời. Nói chung là người Việt Nam và người nước ngoài về Việt Nam đều phải tuân thủ theo pháp luật và những quy định của Việt Nam. Kể cả chúng tôi cũng thế, chúng tôi không tuân thủ theo quy định chúng tôi cũng bị phạt. Mà các anh về thì các anh, nếu các anh không tuân thủ theo quy định, các anh cũng bị phạt như chúng tôi, có thế thôi. Mọi người phải tuân thủ theo luật pháp. Đấy. Anh nên nhớ thế. Đúng rồi, anh đừng có bảo cách là Việt Kiều. Ngày xưa tôi nói cho các bác và các anh chị biết ra này. Ngày xưa cách đây khoảng 10 đến 15 năm ấy, Việt Kiều về đúng là có giá. Thực sự là đối với người Việt Nam nói đến Việt Kiều rất là ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ, hiện tại đến thời điểm bây giờ thì người Việt Kiều về đây chúng là cái đang ngại ngố này. Mày lấy văn bản ở đâu ra bảo nhà nước Việt Nam phải trả cho Trịnh Vĩnh Bình 1 tỷ 250 đô la? Chúng mày nói phép móc văn bản số ở đâu, văn bản đâu, đường lại nào, văn bản chỗ nào, thấy chưa, đưa ra đây mà nhà nước về Việt Nam toàn bây phép. Giờ nhá, thằng Trịnh Vĩnh Bình không được đồng nào cả, khi về đầu tư ở Vũng Tàu nhà nước Việt Nam hoan nghênh, cái thời gian đấy là năm 1997 đấy, thì nhà nước Việt Nam ngay. Nhưng đó, ông Trịnh Vĩnh Bình về đã vi phạm pháp luật Việt Nam ở cái là ông đầu tư đất đai, đúng không? Đúng. Đầu tư đất đai hồi đó là đến bây giờ Việt Kiều cũng không được mua đất, mà những người tức là mang hộ quốc tịch nước ngoài không được kinh doanh đất ở Việt Nam. Đúng. Mà ông nó coi như có đúng kinh doanh đất ở Việt Nam, mà sau khi phát hiện ra thì chính Trịnh Vĩnh Bình đã bị xử tù, và những cái người liên quan đến Trịnh Vĩnh Bình ở thành phố Vũng Tàu cũng bị xử. Rồi cái chuyện kiện này do ông đấy kiện bên kia, kiện linh tinh tất cả thứ, còn văn bản nhà nước Việt Nam đền 1 tỷ 250 triệu đô ở đâu, đưa ra đây, nghe chưa, chúng mày chỉ được nước lấy phép đi. Mấy bọn ma que nói cho các bạn biết này, người có quốc tịch nước ngoài mà không có quốc tịch Việt Nam không được mua đất ở trên đất nước Việt Nam đấy, mà anh cứ mua ra đấy thì cứ mua, ví dụ này
người nước ngoài người ta gửi tiền, ví dụ ông gửi tiền về cho đó. tôi đứng tên tôi mua hộ ông thì được, nhưng mai sau bỏ ra kiện thì tôi là người thắng kiện chứ ông không có ấy. Hãy nói cho đó là như thế, vì giấy tờ là giấy tờ của tôi ấy, tên tôi, công chỉ là người nhờ gửi tiền đấy, ai chứng kiến là ông nhờ tôi mua, mà ông nhờ tôi mua cũng không được, ông phạm luật pháp của Việt Nam, vì ông là người có tất quốc cả tịch nước mấy ngoài mà cái không thằng có Hoàng quốc tịch Trần Việt này, Nam. tất cả ở Việt Nam có cái luật rồi đúng không, kể cả luật đất đai và bộ luật hình sự, cứ chiếu theo cái luật đấy thôi mà xử Đúng, chiếu thôi là đi chứ mà xử sao đúng thì không. xử. Thằng nào Đây là ở nước nào mà chả có luật, bây giờ có phải tự đặt ra cái luật đâu. bây giờ thôi tôi không cần nói đến nước ngoài nữa, chỉ nói đơn giản là người Việt Nam, tôi nhờ ông Bằng mua cho tôi một cái nhà ở Sài Gòn, nhưng mà ông Bằng mang tên cái giấy tờ đó, mang tên ông Bằng, mai kia giả sử tôi với ông Bằng tranh nhau thì đưa ra tòa án người ta xử là giấy tờ đó là cái Vâng, nhà của đó nhà tôi, của ông Bằng hay nhà của nó của tôi. tôi. Rõ ràng tiền của tôi gửi ông Bằng đấy thì rõ ràng cái nhà của ông Bằng chứ không phải nhà của tôi, nói rõ là như thế, mọi người phải hiểu đó là luật pháp, chả cần luật pháp người ta Này, nói một cái ta đơn xin giản đấy lỗi ta mà thằng cũng Hải Ngô ấy, mẹ đất nước Việt Nam, đất nước chưa có chủ quyền, thằng nào mà vào cưỡng chế, vào đây cưỡng nói cho chúng mày biết này, vớ chỉ có ba que thì mới không có chủ quyền, làm gì có đất nước mà có chủ quyền, đấy là ba que là không có chủ vẩn. quyền, không có đất nước, không có chủ quyền, không có tổ quốc mà chỉ có tổ cú thôi, thế Ngu thì làm gì si, có chủ quyền mới là lúc đúng. này ngu si lần Còn đội nước lên Việt đây. Nam chúng ta tại sao nó không có chủ quyền, là một nước độc lập thống nhất, làm gì không có chủ quyền, ai bảo không có chủ quyền. Còn tranh nhau ngoài đảo đó là thế giới đấy, tranh nhau của cả thế giới, Đó bây ta nói giờ thẳng mới là tranh nhau của cả thế giới. nói thẳng với nói này, cái cơ quan Liên Hợp Quốc là cơ quan hiện nay coi như quyền lực Cao cao nhất, nhất thế giới. Mẹ cao nhất, bây giờ thằng đúng. Mỹ nó đánh Iraq mà trong khi đó mẹ Liên Hợp Quốc không cho đánh nữa, nó còn đánh thì cũng chẳng làm gì được nó này. Là mấy cái tòa án ở Pháp với ở những cái vớ Bây giờ này, vẩn. thằng Trung Quốc nó đang phạm pháp về pháp về Liên Hợp Quốc đấy. Chúng mày làm sao cho xui được Mỹ đánh thằng người Trung Quốc đi, chúng mày giỏi. Đấy. Mỹ có dám đánh không? Mỹ có sợ thằng Trung Quốc vậy đái ra này. Nói cho các ông biết rồi đấy, chứ đừng nói bảo dám đánh nó. Ông cứ toàn nói phét. Mẹ Tôi kia. khẳng định một câu rõ ràng. Thằng Trung Quốc hiện tại bây giờ nó đang vi phạm, đây là vi phạm với luật pháp quốc tế chứ không phải vi phạm với Việt Đấy. Nam. Nó chỉ tranh giành cái đảo Hoàng Sa đó là của Việt Nam mà Trung Quốc nó đã chiếm từ năm 1974. Vì vậy ta đang tranh giành với nó, đây là cái đảo Hoàng Sa thôi. Còn Trường Sa và Biển Đông là của quốc tế chưa công nhận của một nước Cái đùa nào. đùa cái con Nói cho mọi người biết là như thế. Quỳnh Trần này, nó cứ la liếm ở cái dẫn đàn mình, nhưng mà nó ngu lắm. Nó ngu ở cái như này. Ngu. Bây giờ ví dụ Nó ngu thế nói. bất kỳ một cái nhà đầu tư nào ở nước ngoài, người ta đầu tư vào Việt Nam chẳng hạn, người ta phải tìm hiểu cái luật đầu tư Việt Nam và tất cả cái luật mà Đúng. liên quan đến chuyện người ta đầu tư vào, đúng không? Không ai, người ta ví dụ bỏ ra một vài triệu đô la mà người ta không biết gì về cái đất nước kia kia, Đúng. không biết gì cái luật Nước pháp, không biết ngoài. về cái luật đầu tư mà người ta bỏ một đống tiền vào, cho chỉ có những người Đúng đúng. ngu như mày ấy thì mới gọi là Đúng đúng. vất tiền ra Nước một cái ngoài nước khác á, thôi. nói cho biết là nước ngoài mà đầu tư Việt Nam thì phải là trước hết phải làm giấy tờ để thuê đất đấy, mà cái thuê cái đất đó thì anh được sử dụng cái đất đó trong cái thời gian anh thuê, thế thôi. Nếu mà anh được quyền xây cái nhà máy lên hay một cái xí nghiệp lên, anh làm ở trong cái khu đất anh thuê, còn anh cái đất đó không phải của anh chỉ là thuê thôi đấy, rõ ràng là như thế. Chứ người ta phải hiểu về cái luật pháp Đấy. và luật đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam thì họ mới thuê, mới vào nhảy vào chứ. Họ phải nhảy vào đầu tư, người ta có tiền người ta ngu như mày à. Những người người ta Đúng có tiền người rồi. ta không ngu đâu. Người ta ngu chỉ có loại ngu như mày, thế thì mày cũng theo cái thằng gì đấy vỡ lợ là phải thôi. Mày có tiền thì trước sau mày vỡ lợ cũng chỉ đi ăn mày thôi. Xin Đấy, nói chào Trần thẳng đấy. Phương. Nếu mà cứ ngu như mày thế này thì không bao giờ mày làm giàu được. Khẳng định một câu, chỉ cần nói lên một câu ngu thế thì phải nói là mày về Việt Nam mày cũng chỉ đi ăn Không, mày bây thôi giờ chứ này, không làm gì tất được. cả cái bọn kia thì mình nói rồi, nó vào đây nó còn mang á, tức là để cho mọi người biết những cái ngu của chúng nó ở bên đấy, đã Đúng, ngu là cái ngu của còn chúng nó muốn ngu đòi làm chính trị. Như đấy. là trình độ của tôi này, thấy chưa? Nó cũng gọi là cũng vừa vừa mà mới là dân thường mà không được là đảng viên này. Đấy, chứ không Đúng phải đấy, còn những người người kém ở trong đất nước Việt kém Nam. trong đất nước Việt Nam đấy, quá kém đấy. Đúng. Đấy, chứ còn người giỏi người ta đã Đấy. ở ban tuyên huấn với lại ở trong đảng viên đảng cộng sản rồi đấy.
những người người ta thuộc làm trong Đảng Cộng sản hay là trong chính quyền nhà nước, người ta không thèm nói chuyện với anh Ba Que Đúng. vì người ta coi thường, nói thẳng đấy, người ta coi thường, các anh chưa có đủ tư cách để nói chuyện với người ta. Đấy. Thì nói chuyện với chúng tôi thì chúng Vâng. tôi là những người hàng ngũ kém nhất ở trong Đất Việt nước Nam Việt này. Nam này. Chúng tôi thấy rằng các anh phá rối đất nước của chúng tôi là người dân, ảnh hưởng đến cuộc Vậy. sống của chúng tôi thì chúng tôi chống lại các anh thôi. Đấy thôi. Đấy. Còn những người người ta thuộc dạng chính quyền, với đảng viên thuộc dạng nắm chính quyền người ta cao cấp, người ta suy nghĩ hơn nhiều, người ta có đầy đủ tài lực cấp Con bách Quỳnh Trần để mày 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 bóc coi đánh như một bóc 1 tỷ đô la ra các để đền cho thằng Trịnh Vĩnh Bình. anh. Đang ngu là còn tỏ ra coi Nguy hiểm. nhà người ta nói biết thì thưa Đúng thớt, rồi. không biết thì dựa cột mà nghe đấy, không biết thì dựa cột mà nghe. Chúng tôi là người Việt Nam đây, nếu chúng tôi nói sai, nhân dân Việt Nam chúng tôi ở sát người ta đây, người ta không chửi mặt Đúng. chúng tôi à? Bây giờ này Người ta lên mạng người ta thấy chúng tôi Cộng nói, sản người Việt ta bảo chửi chúng Cộng tôi. sản Việt Việt Nam mất uy tín với quốc tế, mà coi như quốc tế Ôi tất giời, cả các nước người ta đầu tư ầm đây ầm về Việt Nam, các nguyên thủ quốc gia đây à, đấy, sang thăm đúng. ầm ầm ở Việt Nam ấy, mất uy tín lắm đấy Tôi ở Hà Nội đây, ngày nhá. nào cũng có những phái đoàn của nước ngoài đến thăm với chính phủ Việt Nam, rất nhiều phái đoàn, có hôm bằng rất nhiều phái đoàn đến thăm chính phủ Việt Nam đây đấy, mất uy tín mà người ta đến thăm Việt Nam mà Việt Nam cũng đi thăm rất nhiều nước ngoài đấy. Những nguyên thủ quốc gia phải đứng ở trước lá Cho cờ nên là đỏ chúng áo sao mày vàng của cái Việt gì Nam, cũng Mỹ trước cho ăn cờ cám. quốc ca Việt Nam, Trời ơi, đúng. cái gì nó bảo Mỹ cho ăn cám. Mỹ coi như là bố chúng nó, cho nên lúc nào coi như nó cũng đội Mỹ lên đầu, Việt Nam không đội ai lên đầu. Cái gì nó Nói chung là này, cũng Mỹ. chúng nó vẫn có cái tư tưởng để làm tay sai lô lệ cho hải ngoại bang đấy, mà mục tiêu của chúng nó muốn làm lật đổ Đảng Cộng sản để mang một số nước về Việt Nam để gây chiến tranh Iraq hay Syria gì đó, rồi chúng lại làm nô lệ ngoại bang và làm tay sai cho bọn ngoại bang đó thôi đấy, chứ không có gì cả. Bọn nó chỉ có như thế, không hơn không Em kém, nói anh này, trình độ của chúng nó cũng không thể làm cái hơn được, tư tưởng nô lệ của nó xuất phát từ đời ông cha nó, bây giờ lại để đúng lại cho đúng chúng nó rồi. Lúc nào cũng đúng bố Mỹ, Việt Nam là đất nước độc lập, tự chủ, tự cường, quan đó hệ với Mỹ, với Nhật Bản, với Trung Quốc, tất đúng cả các thứ theo trên cơ sở đôi bên đều có lợi. Mỹ có lợi, Việt Nam đúng có lợi. Thấy chưa? Chẳng như cái Mỹ và ngu, Việt đúng Nam bắt tay nhau làm rồi. bạn, mấy ông Ba Que không bắt tay nhau với ai, ai thèm bắt tay với mấy ông Ba Que nào? Không trả lời cho tôi biết đi, mà bảo người ta khinh bỉ, người ta khinh bỉ Ba Que hay người ta khinh bỉ chúng tôi nào? Người Việt Nam đi bắt tay làm ăn với các nước trên thế giới, bản thân chúng tôi có tiền, chúng tôi sẵn sàng đi bắt tay nhờ qua chính Vâng. phủ bắt tay đi đầu tư ở nước ngoài. Mấy ông Ba Que bắt tay với ai? Anh ạ, à, vừa Tôi rồi hỏi là vậy đó. vâng, em mới nói vừa rồi cái con kia nó nói là bảo đi Đức đi. Cần thiết thì cũng đi Đức chứ chẳng có vấn đề gì cả. Với lại vừa rồi á, nhân cái vụ nói về Đức thì ý nó nói là cái vụ Trịnh Xuân Thanh. Thì em mới nói với anh này, vừa rồi em có gặp một cái chị Việt kiều bên Đức, thì ở bên Đức nó có một cái luật này này, ví dụ như anh muốn kiện một vụ án nào đó thì anh cứ kiện, anh nộp đơn ở ba văn phòng luật sư, ba văn phòng luật, thì ba văn phòng luật đấy cứ có tiền là người ta ấy hội mình, là tòa Người án ta người nào vâng đúng tòa án người ta mở bất kỳ đúng sai đúng tất cả như nào. Thì bây giờ đúng mới hỏi với tất cả các đúng bạn là hiện nay cái vụ Trịnh Xuân Thanh đã coi như 1 năm xong rồi, quan hệ Việt Nam với Đức có sứt mẻ một tí nào không, đúng không? Đầu tiên thì chúng nó bảo là đúng ui giời ơi, Đức sẽ coi cấm vận Việt Nam, và Việt Nam sẽ coi như là không thể nào mà hàng hóa không thể vào EU các thứ được nữa. Thì bây giờ thử hỏi xem quan hệ Việt Nam và Đức và mấy nước EU càng ngày càng tiến triển, đấy không có sứt mẻ một tí nào đúng cả. Những người cộng sản Việt Nam giỏi thấy chưa, giỏi chưa, hay chưa đúng đấy, mấy thằng Ba thấy Que trợn chính mắt phủ ra với đây. bộ ngoại giao, chính phủ bộ ngoại giao Đức có nói gì đâu, vừa rồi Việt Nam nó đang ký họp bàn ký các cái CPPP thì trong đó có Đức đấy, có thấy nói gì đâu nào. Bộ ngoại giao của Đức thì nhà, rồi là ba những lãnh sự quán với đại sứ quán của Đức tại Hà Nội đây, có thấy nói gì đâu, Mà trong cái chỉ chỉ của đấy với ông Bà ờ Quẹo chỉ đấy mỗi thôi, mấy ông Ba Que nghe lời lời cái thằng mấy ông Bà thằng thằng Quẹo hiếu rồi nghiện, cái thằng khoa khắm, bây giờ đúng nó nói lại ngu si thế là cùng. Ông nghe ông phải phân tích, ông phải thế có thì đôi bây giờ mắt, đấy mày ông phải có 2 cái tai, và rồi ông phải có đầu phân tích, bây giờ. Cho nên đó là hiện nay bây á, giờ này dân này Việt Nam giỏi lắm, như như chúng ta với anh Siêu là những người bình thường, những người mà dốt ấy. đấy
Thế bây giờ chúng mày giỏi, chúng mày kiện lên trên Liên Hợp Quốc đi, kiện lên trên tòa án Mỹ đi đấy, kiện đi, kiện ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc, chúng mày kiện kiện đi. Mấy ông bao qua chỉ lấy quét, không làm được cái trò gì, toàn nói năng nhăng. Chả thấy chính phủ Đức người ta nói gì, toàn thấy ông bao qua nói Bây năng nhăng. giờ em nói anh Siêu nhé, qua Mà vụ lời nói không có tí qua trọng cái lượng vụ nào. Trịnh Xuân Thanh, mình biết là coi nhà nước mình ứng xử rất là giỏi, đúng không? Đúng, Trịnh Xuân Thanh là một tên tham nhũng đã bắt về được Việt Nam và xử, và qua cái vụ Trịnh Xuân Thanh mới xử được Đinh La Thăng, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên bí thư Thành ủy Thành phố Hồ đó, Chí Minh, thấy chưa? Thì mới xử được đúng. Đinh La Thăng. Mà trong khi đó quan hệ giữa Việt Nam và Đức không có một cái vấn đề gì cả, và qua Xét đó quan mẹ hệ, đúng. vâng, quan hệ nước EU, mà chúng mày thấy đầu óc của những người cộng sản chưa, còn chúng mày nhá, mẹ vớ vẩn, thấy chưa? Rồi chúng mày cứ nói ui trục xuất đại sứ quán tại Đức về Việt Nam, rồi là ra lệnh truy nã ông coi như tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, rồi Đức ra lệnh truy nã coi như là bộ trưởng bộ công an Tô Lâm. Trời ơi, bây giờ đấy, bây giờ nó lại bảo là coi như là gì, Slovakia trục xuất gì bộ ngoại giao này, tin đâu ấy, ở đâu bây giờ quan hệ Việt Có Nam cái tin là này, có không, trời có cái trục. tin là Mỹ nó trục xuất 8.600 người Mỹ Việt ở bên Mỹ về Việt Nam, là có cái đó, là có đấy, nó trục xuất đấy, Mỹ Đấy. nó trục xuất 8.600 người Việt ở bên Mỹ về Việt Nam, là Đấy, có hôm nay đấy. á bạn nào lên cái mà trang của D3Q thì các bạn sẽ thấy chúng tôi đưa một cái clip lên thằng Võ Trung Trực nó chửi coi như thằng Tân Thái và Ben Thanh Sương như nào. Tức là nó chúng nó Đúng. chửi nhau, chúng nó bảo mẹ cái kênh của Tân Thái Ben Thanh Sương mẹ cứ chửi ào ào, chửi bừa đi, chửi linh tinh đi mà coi để cho Đúng. đông người coi, mà đúng là đông thật anh ạ. Đấy, Đúng. đấy. Cho nên bây giờ Chửi đấy, để bây cho giờ nhiều chửi người coi nhau, thôi. chửi nhau. Đúng, nó chỉ chửi thế để câu view thôi. Nhưng mà nói thẳng một câu này này, cái trình độ của Tân Thái á này, chỉ thằng đi, thằng nó đi rũa móng thôi, đi rửa đít cho Mỹ đen thôi, Cái trình độ thế thằng mà phải Hoàng làm Trần chính trị. này mày sẽ chờ đấy. Rồi là khi cần thiết coi như là nhà nước và chính phủ Việt Nam sẽ ra qua thăm Vương quốc Hà Lan. Mình phải nói Vương quốc Hà Lan. Đúng. Mà cần thiết Vương chính phủ và Vương quốc Hà Lan sẽ sang thăm Việt Nam. Không có một cái mảy may Đúng. quan hệ. Thế giới hiện nay rất nể phục, thấy chưa? Việt Nam nói Đúng. cho biết như thế. Hiện nay các đầu tư của các nước nhá, vào đất nước Việt Nam này, Việt Nam còn chọn lọc những cái gì đầu tư có lợi có hại như nào Đúng. cơ, chứ không phải là Đúng. mẹ như Phải như phê duyệt chán thế rồi mới duyệt được chán đấy, vào. Đấy. đùa Chứ đừng có nói bảo là ai cũng vào đây nhảy vào Việt Nam được. cái vị thế Đấy, kể của cả. Việt Nam trên thị trường, trên cái trường quốc tế hiện nay rất là cao, rất uy tín đấy. Cho không phải Đúng. như là mấy cái thằng ba que chúng mày coi như chả có biết một tí gì cả, coi như ngu si đần độn dốt lát mà cứ đòi nói về vấn đề chính Mấy thằng bao que ở bên Mỹ thì cứ hỏi trị. mấy cái nhà coi như là đầu tư ở bên Mỹ, mấy nhà tài phiệt bên Mỹ đang muốn đầu tư Việt Nam đấy, cứ hỏi chúng nó đi thì sẽ Rồi rõ, mà không cần hỏi ai bây cả, giờ này hỏi ngay cái thằng Bùi Phát. Bùi Phát ở bên Cali nó đang đầu tư ở Việt Nam, thằng anh Bùi Phát đang đầu tư ở Việt Nam, đây, bây giờ này có Bùi hỏi ngay Hiền, nó thôi. con Bùi, con Quỳnh Trần nó hỏi là đem tiếng Bùi Hiền vào dạy học mày giải thích xem sao, tao nói mày sao mày ngu thế, mày Mẹ cái mày thằng tin ngu thế ở. anh đam cho nó cái câu như Bây giờ này này, có mang cái tiếng Bùi Hiền ấy, cái chữ Bùi Hiền ấy dạy cho ba que thôi, chứ còn về Việt Nam người ta chứ không chưa học. học. Đấy, để dạy cho ba que được. Ba que chúng mày hãy học cái tiếng Bùi Hiền đi. Chứ người Việt Nam học cái Bùi Hiền này nó còn lâu lắm. Bây giờ Thì các đây giáo viên phải đi em giải thích học. cho nó rõ một tí. Bất kỳ bây giờ nhá, cái chuyện ông Bùi Hiền rồi tao sẽ giải thích cho mày nợ công. Ông Bùi Hiền là một ông giáo sư, ông nghiên cứu là cái chuyện của ông đấy. Thấy chưa? Còn có đưa vào áp dụng hay không thì phải cái tiếng nhá, ông chỉ cải Qua tiếng quốc tiếng tiếng hội. cái chữ thôi thì phải qua Bộ Giáo Đúng. dục, sau đó qua Quốc hội duyệt thì mới Đúng. được mẹ dạy cho học sinh. Chứ mày ngu lắm, cho mày xem là tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 Qua quốc hội này còn phải có đứa chính nào, phủ vâng, ký. có đứa nào đã học Đúng học không? cái chữ của ông Bùi Hiền chưa? Còn cái chuyện ông nghiên cứu là chuyện ông ấy, đó là cái sáng kiến của ông ấy. Việc của ông ấy. Nếu mà giả sử tốt mà cảm thấy ok thì là áp dụng, mà không ok thì thôi, mà hiện nay chưa có vấn đề gì hết. Em giải thích nó vấn đề Ba khoe chúng cái chữ mày cũng Bùi muốn học Hiền, cái tiếng Bùi Hiền thì cái chữ là Bùi Hiền, về sau đó cái cái con này ấy, em sẽ thông não cho nó vấn đề nợ công. Thấy chưa? Cái nợ công của một đất nước nhiều hay ít thì phải phụ thuộc vào khả năng trả nợ của đất nước ấy như thế nào. Thấy chưa? Nợ công của Việt Nam hiện nay là trung bình mỗi người nợ dân
coi như tính trung bình ấy, là nợ coi như là 33 triệu đồng đấy. Nhưng tôi nói nhá, cái mà ví dụ như cái trần nợ công ấy của Quốc hội đưa ra là 65%, năm 2017 thì là mình ấy, tức là đưa ra cái mình dự định là sẽ nợ công là 63,8%, nhưng cuối cùng kết thúc năm 2017 thì nợ công chỉ đạt 61,3% thôi, đúng không? 61,3% thì tổng cái GDP tổng toàn quốc năm 2017 là 220 tỷ đô la, thì chia ra thấy chưa đấy, thì là 61,7% thì cỡ khoảng 120 tỷ đô la, trong đó 120 tỷ đô la thì nợ ngân hàng trong nước là 5% đấy. Ngân hàng trong nước là của ngân hàng quốc doanh rồi, của Vietcombank rồi là Eximbank rồi là ngân hàng nông nghiệp về, hoặc là ngân hàng công thương, một số ngân hàng trong nước thì là của nhà nước, thì vấn đề trả nợ không vấn đề gì. Còn 60% nữa là cỡ khoảng 60 tỷ đô la nữa thì nợ Nhật Bản, riêng nợ Nhật Bản 35 tỷ, còn lại nợ một số nước ở một số ngân hàng thế giới, ngân hàng kia nọ kia các thứ. Nhưng hiện nay khả năng trả nợ của Việt Nam thoải mái, bây giờ Việt Nam hiện nay dự trữ đến tháng 6 năm 2018 là 63,5 tỷ đô la, bây giờ nhưng mà cũng chẳng đứa nào, các nước nào lấy một phát là hết cả, như là lấy hết sạch cả. Người ta phải trả nợ theo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, theo cái kỳ trả nợ khác nhau, cho nên là nợ công của Việt Nam không có sợ gì hết đấy. Cho nên tại sao tôi nói thế, hiện nay Mỹ mỗi người dân phải nợ 67.000 đô la, đúng không? Nhật Bản là 300% GDP, nhưng mình không muốn nói là cái đất nước nào nợ công bao nhiêu thì nó phải phụ thuộc vào cái khả năng trả nợ của mỗi nền kinh tế đấy, chứ mình cũng không muốn nói là Mỹ nợ nhiều, Nhật Bản nợ nhiều hoặc Việt Nam nợ ít đấy. Cho nên là cái con Quỳnh Trần ấy vảnh cái tai bị tai ngu mà nghe anh nha. Anh ông Bằng thì ông thì hay giải thích cho, ngày xưa tôi cũng giải thích cho ông này, thế nào mấy cái thằng Hải Ngố mới nị cái thằng Quỳnh Trần này nó cứ vào diễn đàn anh để nó cho nghe anh giải thích là phải thôi, chứ nó giải thích đi rồi ngày mai nó lại hỏi lại giải thích lại đấy thôi. Nói tôi chỉ nói bây giờ tôi không giải thích mà tôi chỉ nói đam lại thôi, những cái câu nó nói đều thì ta lại phải đam đều lại nó thôi. Ví dụ như Hoàng Trần nói là uy tín của Việt Nam xếp từ thứ hai từ dưới lên, thì ba que của chúng mày uy tín từ trên xuống dưới đấy, đấy đấy, nói cho chúng mày biết đấy. Cái đấy tôi chỉ đam lại thẳng thắn như thế, nhưng bây giờ tôi không giải thích nữa rồi, vì tôi giải thích trước đây cũng giải thích rất nhiều lần, ngày hôm nay nó lại hỏi, sau ngày mai nó lại hỏi thế, lại giải thích cái kia lại hỏi này, thế lo chẳng qua cái con Quỳnh Trần này, tất cả cái thông tin của tao đưa ra là thông tin của Ngân hàng Thế giới. Mai mày về vào cái trang web ấy của Ngân hàng Westbank thì mày kiểm tra, nghe chưa? Không phải là ở đây nhá, tao nhớ mà tao nói bo không nhá, chứ không cần phải say ấy đâu. Nhưng mà tao đọc ở Ngân hàng Thế giới và tất cả những cái thông tin của nhà nước Việt Nam đưa ra nó khớp với Ngân hàng Thế giới. Không phải nó là cái mặt này ngày nào nó cũng thế, thế mà ông cứ đi diễn đàn các con là ngày nào đi các diễn đàn nó cũng chỉ có thế thôi. Chẳng qua nó muốn câu giờ của mình để cho mình nói hết cái thời gian. Không kệ nó. Chẳng có vấn đề gì. Vâng, kệ nó hỏi mình thế, trả lời. Tôi khẳng định một câu là từ xưa là trước đây thì tôi cũng thế. Tôi cũng coi như là nhẹ nhàng, tôi giải thích như anh vậy đấy. Nhưng bây giờ tôi nghĩ là nhiều lúc giải thích nó phát bực lên. Cho nên tôi bây giờ cứ phải đam lại chứ. Gì? ATM mất 320 tỷ. Cái gì? Tất chả hiểu gì cái ấy à. Trong ATM là cái trụ ATM ấy. Mất 320 tỷ. Mày nói luyên thuyên. Bạn này nó không hiểu gì đâu. Bạn này nó dốt lắm không hiểu đâu. Ở Việt Nam thì là nó cái thằng chắc là bọn này nó không học. Chắc thằng này chỉ làm xe ôm xe yếc cái là làm đi phụ hồ biết thôi, nó có đấy, hiểu gì đấy, về đấy 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 danh về ấy đâu. Đúng rồi, bây giờ rồi, bạn Vũ đây đây à, rồi có Sơn Tây, hello Sơn Tây đã lên được chưa? Sơn Tây rồi. Sơn Tây lên. Ok, anh chờ siêu xuống, tôi đang chờ.